Ngư Lữ trân trọng kính chào quý thính giả Đài Việt Nam Bắc Cali 1500. Kính thưa quý vị, 40 năm đã trôi qua từ ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Thưa quý vị, một cái hoàn cảnh bi thương cho đất nước, cho dân tộc, khi mà nhà nhà tan đàn rã nghé, khi mà ngày hôm nay sau 40 năm, người dân trong và ngoài nước biết rất rõ thế nào là thằng Việt Cộng. Thưa quý vị, tác giả Lê Hải Lăng đã viết một cái bài nói lên cái nỗi chua xót về các chữ thằng Việt Cộng trong bài viết "Tôi muốn thấy thằng Việt Cộng" như sau. Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần mà ba tôi và bạn bè quây quần chuyện trò trà rượu, tôi làm cái công việc chạy lăng xăng sai giặt, tôi hay lắng nghe những câu chuyện liên hệ tới Việt Cộng. Chẳng hạn như chuyện xe đò bị mìn trên tuyến quốc lộ băng qua địa phận xã, chuyện ông thôn trưởng, anh thư ký hội đồng hành chánh bị bắt đi nửa đêm, không biết chôn sống hay là đưa lên rừng. Những người bạn ba tôi thường hay cãi lý cãi lẽ về thằng Việt Cộng thế này thế kia. Người già tuổi nhất thì nói, Việt Cộng nó có bộ óc nhưng không có trái tim. Người khác lại nói, không, Việt Cộng không có cái lỗ tai. Tôi nghe rồi, mường tượng hình thù thằng Việt Cộng, mong một ngày nào đó thấy nó bằng xương, bằng thịt. Thế rồi tôi lớn lên ra tỉnh học. Mỗi lần có dịp về quê, mẹ tôi đều tìm cách bắt buộc tôi lên nhà bà con ở chợ quận mà ngủ qua đêm. Nhiều lần tôi dặn hỏi mẹ thì mẹ tôi đều không trả lời cái lý do, mà chỉ lấy cái ngón trỏ chận trước miệng. Tôi có nghe một vài học sinh thanh niên bị mất tích đêm hôm, mà ở trong xóm thì không ai dám bàn tán nguyên nhân. Tôi có quen với người con gái ở trong làng. Tôi ngờ vực trong lòng là mẹ tôi muốn tìm cách chia rẽ tình cảm của tôi để lo chuyện học hành. Và tôi cũng nhận biết mẹ tôi sợ thằng Việt Cộng bắt tôi nhiều hơn là lý do trai gái. Vả lại, tôi thấy bất chợt ở trong xóm, ở trong thôn, ở trong xã, có những trai tráng đua nhau bỏ học để tình nguyện đi lính ngày càng nhiều, như là nhảy dù, sư đoàn một bộ binh. Có người thi hành nghĩa vụ quân dịch về rồi cũng bỏ ngang câu chuyện làm ăn mà tái ngũ vào biệt động quân. Một hôm cuối tuần trên chuyến xe đò từ tỉnh về quê, bất ngờ chiếc xe dừng lại trước một chợ quận. Lính địa phương chặn xe mọi hướng không cho qua. Số người xuống xe tò mò tìm hiểu, trong đó có tôi, thì thấy khoảng 5-6 cái đầu đã quấn vào khúc tre khúc củi mà cắm bên đường. Có cái đã bị móc mắt, có cái bị vết chém ngang sọ, có cái máu bầm còn động ở trong miệng. Chờ một người lính tới gần, tôi hỏi, anh ơi, có đầu mà không thấy xác có phải là Việt Cộng bị ta giết đây không? Người lính vỗ nhẹ vai tôi, cậu còn trẻ không biết, đây là những người công chức hay là dân bị Việt Cộng tàn sát rồi treo đầu để cảnh cáo đó. Sau này cậu hiểu tại sao trẻ như tôi mà lại mặc áo lính. Cảm ơn anh, nhưng sao không để dân mình tận mắt thấy tội ác mà các anh lại khiêng giác thu gom rồi phủ giải lên để rồi bỏ vô xe vậy? Phải đưa về chính quyền quận mà thông báo gia đình có người mất tích tới nhận diện đó chứ. Khi hiện trường đã được một nhóm quân nhân dọn dẹp, xe cộ giao thông được tái lập tự do đi lại, số người hiếu kỳ cũng tự động tản mát. Tôi lên xe ngồi ở một góc, cái hình ảnh ghê rợn cứ lởn vởn ám ảnh tôi cho đến khi xe đổ bến. Tôi cuốc bộ về tới nhà thì trời đã trở màu chạng vạng tối. Chị tôi đứng trên hiên nhà thấy tôi, thay vì mừng rỡ, chị lại nghiêm mặt. Sao em lại về lúc tối trời như thế này? Vô phục kinh tài về thâu thuế, tóm bắt đi thì biết đâu mà lường. Giờ ni là chắc trai tráng ra ngoài cái sống cồn giữa đồng ruộng để trốn qua đêm cả rồi. Em về bất ngờ biết chưa làm răng hè. Tôi dùng dằn tỏ vẻ khó chịu. Thế là nghĩa quân dân vệ trong xã đâu mà để chúng về làm loạn khi đêm về? Em đừng có thắc mắc, họ đâu có đủ quân mà trải dài loan lên cả cái làng to rộng thế ni. Bao nhiêu kẻ bị bắt đi, có khi tìm thấy xác chôn sống sau cái động cát hoang vu. Thôi, chắc em đói bụng rồi, vô bếp tìm cái gì ăn đi rồi hẳn tính. Em không trốn đâu hết á, em muốn thấy thằng Việt Cộng.
Em mà đòi thấy thì coi như mẹ đã không đẻ ra em rồi, đừng có ương ngạnh. Tôi lục loại đồ ăn ở trong gạt măng dê. Tôi chộp lấy củ khoai lang nhai ngấu nghiến rồi hỏi chị, mẹ đâu rồi? Mẹ đang ngủ ở nhà trên, đừng có đánh thức mẹ. Mẹ nằm đau mất cả tháng nay, nhờ thầy ở trong làng hút thuốc nam để chữa bệnh. Nhà mình được cái bên ngoài, mà trong thì trống tuếch. Vậy mà chúng lại bắt đóng thuế chóng mặt luôn. Dành tí tiền định đưa mẹ đi nhà thương tỉnh, cũng chịu bó tay, mặc cho chị than thở. Tôi đẩy cái cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trăng non chênh chết, cùng những đốm sao chớp nháy. Ước gì được ra đường chạy tung tăng như cái thời mới ngày nào đây. Tôi leo lên giường, dán gỗ, thoải người, nhìn trần nhà. Tôi nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, nằm trong cảnh sống sôi động, nghiệt ngã. Muốn sinh sống làm ăn cũng không được yên thân. Tôi nghĩ tới, vì mình mà gia đình phải khổ sở. Đang thả hồn mong luôn, tiếng chó sủa từ xóm xa vọng lại. Chị tôi nhanh nhẹn kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ vào tai, họ về đấy rồi. Em vào cái phòng đựng lúa mà trốn. Nhớ là bất di bất dịch mới sống còn đó. Chị quen cảnh này rồi, để một mình chị lo liệu. Tôi làm theo lời chị. Quả thật không bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa mau lên, mở cửa. Ai đó? Chờ tôi kéo chốt mở đây nè. Nghe tin thằng Hải em của cô mới về làng hồi chiều, kêu nó ra đây để trình diện lực lượng giải phóng dân tộc. Nó có về thăm, thấy mẹ tôi ốm nặng thì nó đã vội vàng bắt xe ra tỉnh kiếm thầy thuốc rồi. Đừng có che giấu, chứ tôi muốn gặp để chuyện trò thảo luận đường lối cách mạng thôi mà. Tôi xin thề là em tôi đi rồi, nếu không tin thì cả hai anh và chị của lực lượng cứ lục lọi ở trong nhà. Chúng tôi nói vậy thôi, dẫu sao thì tiện thể đêm nay về đây nhờ cô ủng hộ. Mẹ tôi đau gần chết, nhưng lực lượng muốn thì... Thì đây, đây là số tiền đã bán lúa dành để chữa bệnh cho mẹ. Già rồi chết sớm đỡ gánh nặng, bây giờ là lúc xung công cho lực lượng mà chia sẻ manh cơm với bộ đội đó. Trái tim tôi đập thình thịch, tôi ráng bịt tai và nín thở, nghe mà tức giận đến run tay. Trong cái thế chẳng đặng đừng, tôi muốn thấy thằng Việt Cộng cũng không thấy được. Tôi gục mặt vào bố lúa rồi thiếp đi khi nào không hay. Thế rồi những năm tháng qua mau, hoàn cảnh gia đình đổi thay, cũng như tính thanh niên ở trong tôi bộc phát. Tôi chọn con đường binh nghiệp. Tôi nói với chị tôi là em đi lính vì em muốn thấy thằng Việt Cộng ở chiến trường. Từ quân trường ra, tôi chọn về đơn vị tác chiến. Tôi được lội bộ lên chặng đèo đất cao nguyên. Tôi đã bước nhẹ dưới rặng dừa Bồng Sơn Tam Quan tìm và diệt địch. Tôi đi giữa ruộng đồng Quảng Ngãi, lục soát từng điểm khả nghi. Tôi đạp dài lên xác thằng Việt Cộng phơi thay ngổn ngang. Tôi bước đi trên đoạn đường chiếc xe đò bị mìn tung tóe, để rồi tiếp tục hành quân tiêu diệt thằng Việt Cộng và hành động phi nhân của nó. Tôi lại được dẫm chân lên mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên, bị thằng Việt Cộng đốt phá tan hoang. Tôi nung gạch từ nhà thờ La Giang, tôi ném mình vào từng cột điện, bám từng gốc chuối sau cái nhà cháy rụi. Tôi bắn xối xả vào tuyến lửa thằng Việt Cộng đã cố sức tẩu thoát. Từng quả đồ loạn ra khỏi tầm tay, từng đợt xung phong như vũ bão. Tôi chiếm lấy từng tấc đất quản trị quê hương yêu quý của tôi. Tôi đi trên con đường Quang Trung Trần Hưng Đạo. Tôi đứng trên bờ sông Thạch Hãn nhìn qua bên kia Nhan Biều. Tôi biết thằng Việt Cộng thí không biết là bao nhiêu con thiêu thân vào biển lửa cổ thành. Tôi nói thầm trong bụng như trói trước mặt chị tôi. Ngày trước em muốn thấy thằng Việt Cộng mắt tai mũi họng như thế nào mà chặt đầu dân lành, pháo kích vào trường tiểu học, đặt mình phá hoại xe đò, giết hại dân không theo ở trong vùng tạm chiếm. Em đang ra sức bảo vệ phần đất tự do dân chủ. Bây giờ thực sự thấy Việt Cộng dưới nòng súng của em rồi chị ơi. Thế rồi sao đổi vật vời, tháng thứ đen nghiệt ngã bao chụp lên số phận người dân. Thằng Việt Cộng đã tịch thu tài sản người buôn bán ở các trạm kiểm soát kinh tế. Thằng Việt Cộng bắt dân đi ra khỏi nơi cư ngụ phải xin phép.
Thằng Việt Cộng nó cướp đi cuộc sống tự do dân chủ trong bàn tay dân tôi. Thằng Việt Cộng nó xô đuổi bà con tôi đi dùng kinh tế mới để cướp nhà đất. Thằng Việt Cộng đổi tiền, đánh tư sản mại bản để bần cùng quá miền Nam xuống hàng chó ngựa như miền Bắc. Thằng Việt Cộng điếm đàn, gian manh, quỷ quyệt, ranh mảnh, lừa lọc vô sông. Thằng Việt Cộng hiện nguyên hình là tay sai Tàu Cộng bán nước cầu Vinh. Thằng Việt Cộng cai trị đã lắm thời dùng tem phiếu ép chết cái dạ dày dân chúng. Thằng Việt Cộng đua nhau xây lâu đài trên đất cướp từ tài sản riêng của nông dân nghèo đói. Thằng Việt Cộng toa rập với nhà thầu ngoại quốc bóc lột sức lao động của công nhân. Thằng Việt Cộng có cái lỗ miệng như chó mà sủa. Thằng Việt Cộng có cái tài giấu tội ác như mèo giấu cức. Thằng Việt Cộng coi giang sơn tổ tiên để lại 4.000 năm lộc của riêng chúng nó. Thằng Việt Cộng là loài vi trùng, ung thư, đục khoét tế bào xã hội. Khi thằng Việt Cộng ở trong hang, thì làng xóm bình yên. Lúc nó ra khỏi hang, thì như là một bầy chuột tua tủa ra đồng, cắn lúa, phá hại mùa màng. Bà ngoại tôi đã biết thằng Việt Cộng nên di cư vào Nam. Mẹ tôi chứng kiến thằng Việt Cộng rót súng cối vào chợ đông người. Chị em tôi tận mắt thấy cái cảnh gồng gánh di tản bị pháo thằng Việt Cộng bắn trực tiếp, trực diện, nổ trên đầu. Khi bà con tôi, bạn bè tôi thấy thằng Việt Cộng thở tiếng heo, thằng Việt Cộng thở cạo mũ cao su, thằng Việt Cộng rừng na rì làm lãnh đạo, thì cả nước đã làm người giữ khuyết nô dông dưới trướng Tàu Phục. Khi thấy thằng Việt Cộng 12 tuổi đã mang gươm giáo giết hại xóm làng, rồi làm y tá giường, rồi ngồi ngay đưa kinh tế cả nước xuống hố. Chỉ có gia đình họ hàng phe phái đảng thì ngủ trên vàng bạc, sống ở trong lâu đài cung điện, thì mới biết cái bộ mặt tráo trở tư bản đỏ. Thằng Việt Cộng đánh trống khua chiêng, chống phong kiến, cường hào ác bá. Nhưng chính thằng Việt Cộng là vua quan xây tường thành trên xác chết nhân dân. Mỗi một địa phương là một thằng Việt Cộng tác quai tác quái xưng hùng. Thằng Việt Cộng hô quán Mỹ ngụy kềm kẹp, đói ăn thiếu mặc. Nhưng thằng Việt Cộng đã đưa hàng vạn xe vận tải vào Nam cướp trắng trợn để chở về. Thằng Việt Cộng chửi Pháp đô hộ tước hết tự do báo chí. Nhưng thực sự báo chí tư nhân được xuất bản. Còn thằng Việt Cộng sau 70 năm cai trị, 800 tờ báo được quy về một tổng biên tập của Ban Tuyên huấn Trung ương. Báo chí là công cụ tuyên truyền cho đảng. Thằng Việt Cộng gọi những người vượt biên trốn khỏi nanh vuốt cộng sản là ma cô đĩ điếm. Vậy mà đứa con gái của thằng Việt Cộng ngồi trên tháp ngà cung đình lấy chồng là người Việt tị nạn. Thằng Việt Cộng lấy cớ là tàn dư Mỹ ngụy để rồi đốt sách, tiêu hủy băng nhạc, bắt bỏ tù văn nghệ sĩ. Nhưng bao nhiêu năm nay, thằng Việt Cộng đã thả cho đồng bào thưởng thức nhạc vàng. Vì nhạc đỏ, tự nó đã mất hồn mà chết. Thằng Việt Cộng chính nó nhổ nước miếng ra, rồi tự nó liếm lại. Khi thấy thằng Việt Cộng rồi, tôi muốn tránh nó, cũng không được nữa rồi. Về quê, trước khi gặp đợt trình diện đi tù, tôi nằm ở trong đội đoàn làm tập thể. Trong cuộc họp, tôi có dịp nhìn rõ cái mặt thằng Việt Cộng làm chủ trì cuộc họp. Nó hừng hực khí thế của cái ông trời con. Nó lướt ngang tay vào mặt mọi người rồi tuyên bố: cuộc họp hôm nay là cách mạng chỉ thị về chuyện hiến dân trâu bò và dụng cụ máy móc nông nghiệp về tay tập đoàn quản lý. Đất đai, cỏ mọc giữa đồng cũng thuộc về sở hữu đội, đoàn. Ai muốn thuộc về riêng tư thì mang trâu bò lên trời mà ở. Một vị bô lão giơ tay: tôi xin ủng hộ tất cả những gì gia đình tôi làm chủ cho cách mạng. Một người thanh niên thì đứng lên góp ý: con trâu một ngày cài thì chấm 10 điểm công, sức tôi thì 8 điểm. Tôi xin tới mùa quy hoạch lúa gạo giữ lại phân nửa, còn nửa kia thì hỗ trợ cách mạng. Phía dưới nhiều người nhìn mặt nhau xì xào to to nhỏ nhỏ. Thằng Việt Cộng cán bộ bật đứng dậy quát tháo: im lặng coi nào, đây phải là cái chợ, kẻ nào cố tình phá hoại là cái đầu không có nón đội. Tôi nghĩ là vở kịch thằng Việt Cộng đã dàn dựng trước rồi. Những người làm cò mồi đưa ý kiến kia ai mà không biết thuộc về cái hạng cắn một gạo làm tư mà nấu cháo sống qua ngày. Sau buổi họp đội đoàn làm tập thể đó,
Tôi nhận giấy gọi đi trình diện học tập cải tạo. Nhớ cái lời hồi còn nhỏ ba của bạn tôi nói, thằng Việt Cộng có cái đầu mà không có trái tim. Tôi muốn thấy thằng Việt Cộng mà nhận dạng hình thù. Kinh nghiệm đi và sống cho tôi những đoạn đường nguy hiểm rình chờ trước mặt khi bước chân tới trại giam. Khi tôi thấy thằng Việt Cộng đầu xỏ nằm ở trong lộng kiến cho đàn em bày đàn hàng năm lễ lạc tới sắp hàng dân qua, rồi lại tiếp tục mặc áo lông thú để nối đuôi độc tài cai trị, tôi thấy thằng Việt Cộng sờ sờ trước mặt, thì đời tôi đã trở thành thân tàn ma dại, chẳng thua kém gì 90 triệu dân sống thoi thóp trong 3 triệu cái giòi con bỏ hung đục khoét. Miền Nam, khi thấy thằng Việt Cộng mang súng đạn Nga Tàu đánh cướp cho Liên Xô, cho Trung Cộng, thì đã mất trắng sau 20 năm xây dựng thể chế dân chủ tự do, kể cả tài sản, mạng sống. Vợ con, Đoàn Văn Dương, Đoàn Văn Quý, khi thấy thằng Việt Cộng dàn trận trên mảnh đất Đầm Dương, cũng là thấy của cải bao nhiêu năm kiến tạo đã bị san bằng trong nháy mắt. Khi nông dân, dân gian, dương nội thấy được mặt thằng Việt Cộng cướp đất riêng của mình, cũng là lúc những người nông dân đại diện ấy, như vợ chồng Cấn Thị Thêu, đã bị thằng Việt Cộng công an đánh đập, bị thằng Việt Cộng ở trong tòa buộc tội là chống người thi hành công vụ, bị thằng Việt Cộng ở cung đình hí hửng chén chị, chén anh với tập đoàn làm giàu trên xác chết nhân dân. Thằng Việt Cộng đưa dân tộc chạy trong quỹ đạo Trung Cộng. Đất nước dần già đi vào hố diệt vong do thằng Việt Cộng đào ra. Rồi tôi lại muốn thấy thằng Trung Cộng có cái lỗ tai trâu hay không, khi nghe thằng Việt Cộng trưởng đảng trọng lú, phụ lực, sướng quả, quan thầy, bành trướng. Người viết: Lê Hải Lăng. Viết về tháng 4 đêm.